Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Minh Hí Bán Cá nha. Minh Hí xin chúc cho anh em mình, các idol của mình và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc nha anh em. Buổi chiều hôm nay thì em đi chơi sớm, hôm qua bắn với nữ cao thủ thì thua ba củ đau quá anh em ơi. Hôm nay mình sẽ vô ba củ nữa, máy một. Rồi, không phải để cho anh em chờ lâu, dứt nhanh em. Bữa nay mình nói chung cũng nhậu với mấy ông anh mấy lon à. Cũng tưởng là đi bắn luôn. Hôm nay thử thách bắn cho anh em mình xem là 4 con bạc nha. 4 con bạc mình mới nghỉ, ăn thua về chơi luôn đỡ rồi. Có anh em nào yêu cầu đó, kêu bắn 4 con bạc, thử thách bắn 4 con bạc. Để hôm nay thử thách bắn luôn. Xúc mới nghe mở đầu nè, nội công nó thâm hậu quá anh em ơi. Qua thua anh em ơi, đào quá. Và thua biết nữa, có thử đó, nữ cao thủ đang bắn ăn là thua đó. Thử một con nha Nam, một con một con nhân mít luôn anh em ơi, kiếm ba con nữa hơi khó. Có đã, chắc cái này mình nghỉ sớm quá chứ hơi nghỉ thử thách luôn anh em ơi, mới vô mà mình lụm cái cũ này mình nghỉ luôn quá. Chứ thử thách hồi thua rồi nữa, nói chứ dễ gì phụ lòng anh em. Bữa nay mình quyết định giết 4 con bạc là mình phải giết 4 con bạc, ăn thua gì cũng vậy. Không phải thì mình thua, không phải thì mình lên luôn. Lấm. Một con bạc rồi nha anh em, còn 3 con nữa nha anh em. Bữa nay xỉn quá làm điều luôn anh em ơi. Nhiều khi mỗi bữa em không dám bắn. Mấy con ngựa đây, đứng hình, mới vô có vốn mà bỏ máy à. Lụm con thứ hai cái. Thank you.
đi chạy. Con ngựa này lên Cò Mã luôn à, thấy chưa? Còn ba con bạc nó hơi khó à. Trời đang mưa quá này mà. Nhạy cái đỏ. Mày còn đỏ nhạy dữ ta.
bạc hay là mình hết tiền trước nữa. Qua màn luôn em ơi, nãy giờ chưa giết được hả, mới con một.
lụm mình em ơi. Nãy giờ chứ có con bà là trời, ba thử thách bao vàng hơi căng quá đây nè. Bạc trốn luôn, nghe nói mình dí nó là trốn luôn. Banh luôn, không giết được bạc mà vẫn còn lời anh em. Không chết con nữa hả? Trời ơi, vô đạn nó không chết con nữa. Chết mày. Hãy subscribe.
Nãy giờ bắn hết bích đầu có hai con bạc. Mới có hai con à, còn hai con nữa nha anh em. Tay mới lại anh em ơi. Nãy giờ mới có hai con bạc à, chỉ hết bốn con mà giờ hai con banh rồi. Ngày qua ông về cho anh em đi chơi hả, tới 10 giờ luôn. Hôm nay gặp bà nó banh nữa. Nãy giờ bắn mình bả.
công việc đó bà khỏi dần. Chiếc hàng bà không có đi gì đâu. Cho bạn nữa đó, đây là ba cũ nữa. Bữa nay cũng đuối ăn. Biết lắm mà. Được 100.000 điểm hai củ rồi đó. Hai củ không gài thôi, đây biết nhiêu đó, mấy 20 rồi. Về đây luôn. Hai con. Này bắn gì lâu quá nè mình. Quá. Có lời tỉnh nghỉ luôn quá nè mà. Ủa mặt nặng quá chứ không nổi à. Ba con. Bữa nay ăn đi. 5 con giết 4 con giết sạch. Đây ngày viết đỏ chứ không có viết bạc của này mình. Cũng không viết bạc mà viết còn đỏ. Đúng là viết đỏ. Trời ơi, trời, tụi mình giết không trời. Trời ơi, trời ơi. Này mà này gặp cầu thủ à.
chết nữa đó, 300 chết trăm mấy nè. Thôi bắn nãy giờ cũng lâu rồi anh em ơi, nhiều khi để anh em xem lâu cũng không mấy, thì thôi em dừng ở đây nha anh em, lời cũng được 100.000 điểm mà cũng ok anh em ơi. Đấu với nữ cao thủ bắn hay quá, mình bắn lại vô 100.000 điểm mà lên 300 mấy rồi kìa anh em. Đó. Thôi mình dừng ở đây nha anh em, chúc anh em mình có một cuộc xem thật là vui vẻ hạnh phúc nha. Chúng em mình lời cũng được hai củ rồi anh em ơi, mình nghỉ nha anh em. Thôi ba anh em, là anh em cái vú nè.